duyên cớ nào vợ chồng ông Dũng Lầu Vôi lại đặt niềm tin vào ông Võ Hoàng Yên? Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, đã tiết lộ nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho ông Võ Hoàng Yên và những người liên quan số tiền lên đến 152 tỷ đồng. Sau khi gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lầu Vôi, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, đã có một số chia sẻ về nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho ông Uyên một số tiền lớn đến cả 100 tỷ đồng. Bà có thể cho biết trong hoàn cảnh nào mà gia đình bà quen biết ông Võ Hoàng Yên? Ông Võ Hoàng Yên có xin tới Đại Nam để chữa bệnh cho người dân từ năm 2019. Ngày 28 tháng 7 năm đó, chúng tôi đã gặp ông Yên. Sau khi biết tiếng ông Yên chữa bệnh miễn phí làm từ thiện, chúng tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ ông ấy. Chồng tôi rất ví ông Võ Hoàng Yên. Lúc đó, chồng tôi có nói với con là sau này lớn lên, đi học nghề thầy thuốc mà cứu người. Cho nên mới cho con chúng tôi làm con nuôi của ông Võ Hoàng Yên. Gia đình chúng tôi xem ông Yên là một người thân tình với gia đình của mình. Và thời điểm đó, ông Yên đi nước ngoài thường xuyên. Có một lần khi đang ở Đan Mạch, ông ấy gọi cho tôi và nói rằng sắp về Việt Nam nhưng không muốn về bởi vì ở Việt Nam ông ấy đang thiếu nợ rất nhiều vì mới xây chùa. Tôi mới hỏi sao xây chùa mà đổ nợ. Ông Yên nói vì đi chữa bệnh không lấy tiền và ông ấy cũng đang chăm sóc cho 17 vườn thuốc. Mỗi tháng chi phí 1,5 đến 2 tỷ đồng mà tiền của ông ấy bỏ ra, do đó ông ấy đã mắc nợ. Tôi ngạc nhiên hỏi tiền đâu mà thầy Yên bỏ ra. Ông Yên nói bản thân kinh doanh bất động sản, sau đó để chứng minh, ông ấy mới chụp tất cả các sổ đỏ ở huyện Tánh Linh, Bình Thuận cho tôi xem và nói rằng lúc đó bán không được. Khi về Việt Nam, ông ấy mới gặp và nói riêng với chồng tôi là ông ấy có 300 tỷ đồng. Sau đó, ông nói với tôi là bây giờ anh chị có thương thì cầm sổ đỏ giúp cho ông ấy. Khi nào có người mua đất, ông ấy sẽ chuột ra để bán và lấy tiền trả nợ. Lúc giúp ông Võ Hoàng Yên trả nợ, vợ chồng bà có thực hiện thủ tục gì hay không? Lúc đó, tôi nghĩ rằng vợ chồng mình làm từ thiện, ông Yên cũng làm từ thiện. Gia đình quý trọng nhau, thậm chí đã cho con mình làm con nuôi của ông ấy thì không có lý gì bắt ông ấy phải viết giấy nợ. Ông Yên để vali chứa sổ đỏ ở nhà tôi cả tuần lễ, tôi không nỡ cầm đống sổ đỏ của ông ấy. Tôi nói, thầy Yên thiếu nợ ai, thầy Yên cứ nói, tôi giúp thầy Yên, khi nào bán được đất thì trả lại cho tôi. Sau đó, ông ấy gửi cho tôi nhiều số tài khoản của các chủ nợ để tôi chuyển tiền trả giúp. Sau khi tôi chuyển tiền, tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản của người nhà ông Yên, bao gồm cha vợ, anh em, học trò của ông ấy. Tôi tìm hiểu và biết được hoàn toàn không có câu chuyện hoạt động từ thiện chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc như lời ông Yên đã nói. Đến nay tôi đã chuyển vào những tài khoản mà ông Yên cho của người thân ông ấy, tổng cộng số tiền đến 152 tỷ đồng. Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh với cơ quan công an. Sau khi phát hiện sự việc vì lý do gì khiến cho vợ chồng bà quyết tâm phanh phui và tố giác đến cơ quan công an. Thời điểm đó có nhiều người xung quanh vợ chồng tôi nhắc khéo, nói mon men với chúng tôi, nhưng vì tế nhị nên không có ai dám nói sự thật. Những người xung quanh chúng tôi không bao giờ dám nghĩ chúng tôi bị lừa, mà nếu họ nói chúng tôi bị lừa thì sẽ làm cho chúng tôi tổn thương. Niềm tin của chúng tôi vào ông Yên lúc đó rất tuyệt đối. Nhưng sau khi phát hiện ra, chúng tôi mới cảm thấy bị xúc phạm vì niềm tin của mình bị hủy diệt. Tôi muốn đưa việc này để mọi người biết và tránh lặp lại sai lầm của chúng tôi. Trước đó thì vào ngày 2 tháng 3, tại tổ đình Hưng Minh Tự, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lầu Vôi, bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên về việc vợ chồng ông Dũng tố ông Yên ăn chặn tiền xây chùa và từ thiện cứu trợ cho bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.
Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.